Tôi sinh ra ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Tuổi thơ của tôi thì gắn liền với những cánh đồng, rồi đi chăn trâu cùng bạn bè, rồi buổi trưa thì trốn bố, trốn mẹ đi tắm sông. Có những buổi trưa rồi cũng bị bố mẹ em bắt, rồi cũng bị đánh, rồi cũng khóc. Có những thời điểm mà chỉ thích nghỉ học ở nhà đi chăn trâu thôi, để đi chăn trâu vui hơn là đi học. Cứ những buổi chiều nào mà được nghỉ là tất cả trẻ con trong làng, trong xóm là rủ nhau đi chăn trâu. Xong rồi đi chăn trâu thì ra đồng thì cũng có bẻ ngô, đào khoai, rồi nướng ngô, luộc khoai. Nói chung là đó là một cái tuổi thơ mà đến tận thời điểm bây giờ chúng tôi nhớ lại thì thật sự là nó là đọng lại những cái ký ức thật là đẹp. Mà nhìn trẻ em bây giờ không có tuổi thơ giống như chúng tôi thì chúng tôi cũng thấy hơi đáng tiếc và hơi buồn cho trẻ em thế hệ bây giờ. Thậm chí là trẻ em hiện tại ở làng, chính bản thân ở làng chúng tôi thì cũng không có những cái trải nghiệm giống như thế hệ của bọn tôi. Tôi nghĩ là tôi may mắn hơn nhiều người là tôi được biết đến Đại Pháp từ sớm, từ khi mà tôi vẫn còn đang học lớp 12. Nhưng mà thời điểm đấy thì do đang bận ôn thi nên là tôi cũng chưa tìm hiểu, nhưng thật sự là tôi rất ao ước được đọc cuốn sách đấy. Nên khi mà thi xong, cô tôi đã tặng tôi cuốn sách. Trước khi tu luyện thì tôi là một người tự ti, ít nói và không dám biểu lộ cái cảm xúc của mình. Mình mong muốn gì. Từ khi bắt đầu tu luyện thì đã thay đổi và không biết là mình thay đổi lúc nào. Khi mà bắt đầu đọc sách thì gặp mọi người, đến gặp những người tu luyện thì tôi cũng cởi mở, chia sẻ cùng với mọi người nhiều hơn về tu luyện. Và cũng dần dần là từ đấy thì mình nói lên được cái cảm xúc của mình, nói lên được những điều mà mình suy nghĩ về Đại Pháp, những thứ mà Đại Pháp làm tốt cho mình thì mình đã nói được với mọi người. Và từ là một người cũng tự ti là có cái gì cũng không dám nói đâu, nhưng mà khi mà tu luyện Đại Pháp thì mình nhận ra được Đại Pháp rất là tốt. Thì ở sau tốt này thì nhiều người cần phải biết đến hơn. Thế thì mình cần phải thay đổi cái tính cách của mình một chút để mình có thể nói chuyện và giao tiếp được với mọi người. Thì lúc đấy mới giới thiệu được với mọi người nhiều hơn. Một cái cơ duyên của Giang rất là tuyệt vời, bởi vì là bạn ấy là một người mà được sinh ra trong một gia đình cũng rất là đầy đủ. Và khi lấy chồng xong ấy thì cuộc sống cũng rất là sung túc. Thế nhưng mà đúng là giữa cái cuộc sống mà được rất là nhiều những cái vật chất và những cái tinh thần ấy, nhưng mà bạn lại không có, tự lại là một người trẻ tuổi nhưng bạn ấy không có sa đà vào những cái cuộc vui mà nó không bổ ích. Thì bạn ấy chọn một con đường tu dưỡng tâm tính ấy, thì tôi thấy một cái điều đấy rất là đáng nể bạn ấy. Thì mình cũng bắt đầu là xem nhiều cái video của mọi người chia sẻ về Đại Pháp ở trên mạng, rồi mình đọc nhiều bài chia sẻ. Thì từ đấy trở đi thì mình cũng học được cái cách giao tiếp và giới thiệu với mọi người nhiều hơn về Đại Pháp. Và đến bây giờ thì mình thấy là khi mà những người mà gặp mình từ khi mà mình chưa tu luyện đến bây giờ thì họ cũng thấy là mình nói chuyện nhiều hơn này, rồi vui vẻ hơn và thấy rất là vui vẻ, không còn trầm như ngày xưa nữa. Đấy là điều mà mọi người thấy khi mà mình tu luyện, mình đã thay đổi khá là nhiều, khá là tích cực hơn. Cũng là một người trẻ tuổi như Giang thì tôi thấy là cái việc đứa tuổi trẻ mà đắc được Đại Pháp thì rất là một cái điều gì đó rất là trân quý và rất là tuyệt vời. Bởi vì là như mọi người cũng thấy là cái đạo đức của xã hội bây giờ, và đặc biệt là đạo đức của những giới trẻ thì nó đang rất là xuống cấp. Thì với những người trẻ mà thực sự là có cơ duyên để đắc Đại Pháp thì đấy là một cái điều rất là đáng trân quý. Nhắc đến múa thì
đó là niềm yêu thích từ nhỏ của tôi. Tôi nghĩ là tôi cũng giống như những bạn con gái khác đều yêu thích múa. Nhưng mà bởi vì là từ nhỏ mình ở quê thì mình không có điều kiện để được tiếp xúc và theo đuổi cái niềm đam mê múa đấy. Thì khi tôi đắc pháp năm 19 tuổi thì lúc đấy tôi biết đến đoàn nghệ thuật Hồng Ân. Thì đó là một đoàn mà biểu diễn và múa những tiết mục văn hóa truyền thống. Thì tôi rất là thích. Thì bắt đầu đó, từ đó thì tôi bắt đầu tìm hiểu về múa. Và tôi tham gia vào đoàn múa và đi diễn cùng mọi người. Tôi thì không phải là diễn viên chuyên múa, nên là để nói về múa hay là nhận xét về múa thì nó cũng sẽ không được chính xác. Mà chúng tôi đến với múa để bắt nguồn đầu tiên là niềm yêu thích múa đã. Sau đấy thì là niềm yêu thích về múa cổ điển Trung Hoa. Thì chúng tôi thì những người là từ những ngành nghề khác nhau, từ giáo viên, từ ngân hàng hay là từ bác sĩ, thì tụ hợp lại cùng nhau tập luyện thôi. Cùng xem những cái video trên mạng rồi cùng tập luyện. Kỹ thuật có thể không cao, nhưng mà tôi thấy là xuất phát điểm từ mọi người là một cái nguyện chung, từ cái ý là muốn mang cái vẻ đẹp của những người tu luyện đại pháp đến với mọi người thông qua những tiết mục múa của bọn tôi. Nếu mà mình mang được cái giá trị thiện đến nhiều hơn với bậc cha mẹ này, với trẻ em thì nó rất là tốt. Thế nên là ngay từ khi mà còn ngồi trên ghế nhà trường ấy, thì mình cũng hay đi chia sẻ với các bạn ở trong lớp. Và cũng có những bạn ở trong lớp đắc pháp và tu luyện cùng với mình đến tận thời điểm này. Mình thấy là đó là những nhân duyên được an bài để mình gặp và kết nối với những người bạn bây giờ cũng là những đồng nghiệp làm cùng ngành giáo dục với mình. Tôi thấy là cái ý tưởng và cái ý tưởng của bạn Giang rất là tuyệt vời. Thì cũng mình có câu là tiên học lễ, họ học văn ấy. Thì khi mà và nhân cách của con người, cũng như là mình cũng có một câu nữa là thế hệ trẻ là mầm non của đất nước. Vậy thì nếu như các thế hệ trẻ mà được giáo dục đạo đức ngay từ những cái lứa tuổi nhỏ nhất ấy, thì sẽ hình thành, giúp các cháu hình thành nhân cách và từ đó sẽ trở thành con người có ích cho xã hội. Thì tôi thấy là cái ý tưởng của bạn Giang rất là tuyệt vời và cũng nên cùng với, tức là mọi người sẽ cùng nhau để chia sẻ và lan tỏa những cái điều này. Trong quá trình tôi ấp ủ cái mong ước là muốn mở một ngôi trường của riêng mình, thì tôi được gặp những chị và những bạn đồng nghiệp cũng làm về giáo dục và cùng cái nguyện là mở một cái ngôi trường mà gieo nhiều cái nhân duyên thiện đến với phụ huynh và các em nhỏ. Thì chúng tôi cũng cùng ngồi lại với nhau, cùng lên ý tưởng về một ngôi trường. Và sau hơn 9 tháng ấp ủ và bắt tay vào cái việc làm thì đến hiện giờ chúng tôi đã có một ngôi trường nho nhỏ được mở và do chính tay chúng tôi đặt những viên gạch đầu tiên. Ngôi trường có tên là ngôi trường Nhân Lễ. Tại sao chúng tôi lại lấy là tên là Nhân Lễ? Bởi vì là chúng tôi nghĩ là con người thì điều đầu tiên cần học đó là lễ. Tôi nghĩ là với những người trẻ tuổi như chúng tôi mà đã có sức khỏe rồi thì khi tu luyện, khi đắc đại pháp thì sẽ mang đến vẻ đẹp của người tu luyện, đó là mang những giá trị chân, thiện, nhẫn, những cái vẻ đẹp của người tu luyện để có thể lan tỏa được vẻ đẹp của đại pháp đến với mọi người, hướng con người đến những cái sự thiện lương. Bởi vì là thực sự là bây giờ cũng trong xã hội này thì mọi thứ nó phát triển, công nghệ, trí tuệ nhân tạo phát triển và rất nhiều những cái các loại tội phạm, thì tôi thấy là cái việc người trẻ tu luyện và hướng tâm mình lúc nào cũng đến những cái chân, thiện và nhẫn thì sẽ giúp ước thức con người mình để cho đạo đức thăng hoa và sẽ hướng xã hội đến những cái điều tốt đẹp hơn.
được kết bạn với rất là nhiều bạn trẻ đồng tu, và đến thời điểm bây giờ là có những người bạn mà chúng tôi chơi với nhau được gần chục năm rồi. Thì cũng có những người bạn mà chúng tôi chơi thì tính cách rất là khác biệt, và người ngoài nhìn thì có thể cũng đặt câu hỏi là tại sao mà tôi và người đấy lại chơi được với nhau, tại vì tính cách hoàn toàn là không giống nhau. Nhưng mà khi mà tu đại pháp thì chúng tôi có một điểm chung, đó là tu luyện, và chúng tôi lấy chân thiện nhẫn là cái giá trị để chỉ đạo cho cái cuộc sống của mình, giống như cái mối quan hệ bạn bè. Và chúng tôi nghĩ là dù tính cách có khác nhau nhưng đó cũng là những cái điểm mà tôi thiếu và bạn ấy có, hoặc là tôi có và bạn ấy thiếu, là nó bổ trợ cho nhau để kết nối và tạo nên những cái tình bạn đẹp. Và cuộc sống của tôi thì đến thời điểm hiện tại thì bạn bè trẻ tu luyện chiếm khoảng đến 70%, rất là nhiều. Khi mà bắt đầu mình tu luyện pháp luân đại pháp ấy, thì đúng là trong suy nghĩ của mình là ở cái môn này rất là tốt, nhưng mà chỉ phù hợp với những người có tuổi thôi. Còn mình đang còn trẻ, mình là sinh viên, thời đầu đời mình cũng chỉ có đọc sách và tập ở nhà một mình thôi. Hay đến một hôm là mình theo chân cô mình đi ra công viên Thống Nhất, đấy cũng là điểm luyện công đầu tiên của mình. Khi mình ra công viên Thống Nhất thì cái mà mình bị bất ngờ là ở ngoài này rất nhiều những bạn trẻ giống như mình đang tập ở ngoài này. Thì mình cũng lúc ấy mình cũng suy nghĩ là hóa ra môn này cũng không phải là chỉ dành cho người lớn tuổi đâu, mà những người trẻ, thậm chí những người còn ít tuổi hơn cả mình. Có những em nhỏ khi mình gặp lúc đấy còn đang học cấp 2 cũng đi tập với bố mẹ. Thì mình thấy là môn này nó dành cho mọi độ tuổi. Và bắt đầu cũng từ ngày hôm đấy là bắt đầu mình cũng chăm chỉ ra điểm luyện công để mình tập cùng mọi người. Mình cũng học pháp ở điểm luyện công cùng mọi người. Khi mà mọi người tập xong thì mọi người ngồi lại với nhau cùng đọc sách, cùng chia sẻ về một ngày hôm nay tôi đã thay đổi như thế nào. Đó, và tất cả những người đồng tu khác khi mà được nghe những cái sự thay đổi tích cực của đồng tu chia sẻ thì mọi người cảm thấy vui, và vui cho đồng tu và vui cho bản thân mình nữa. Đấy là những cái thời điểm khi mà tôi mới đắc pháp, thì tôi rất là nhớ đến tận bây giờ và rất là trân quý cái giai đoạn đấy. Từ tận đáy lòng thì con xin cảm tạ sư phụ, người đã giúp cho con thay đổi thành một người tốt hơn, là một người khác.